Mời bà con và quý vị theo dõi chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, hiện nay nuôi ong lấy mật đang vào vụ, đây là nghề mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định. Nuôi ong, bà con không cần phải đầu tư vốn lớn hay cần nhiều lao động, thu nhập đạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Tùy vào quy mô lớn hay nhỏ mà hiện tại bà con thường chọn một trong hai giống ong nội và ong ý. Ong nội là giống ong có nguồn gốc trong nước, sản lượng mật thấp nhưng ít dịch bệnh và dễ nuôi còn giống ong ý là giống ong ngoại cho sản lượng mật cao phù hợp với đàn số lượng lớn hơn nhưng bù lại thì giá bán và chất lượng của mật ong nội đều hơn mật ong ý. Sở dĩ mật ong nội có chất lượng tốt là vì tập tính con ong nội sau khi lấy mật sẽ dùng cánh để quạt cho mật khô. Trong quá trình nuôi, bà con cần thường xuyên kiểm tra ong chúa theo định kỳ 6 đến 9 tháng thay chúa một lần vào thời điểm nhiều mật và phấn hoa. Để nuôi ong cần dùng thùng có kích thước dài rộng cao 47 cm nhân với 43 cm nhân với 25 cm. Bánh tổ được làm bằng hai tấm sáp có kích thước dài rộng 20 x 40 cm và cắn vào khung cầu bằng 3 đường dây thép. Ong sẽ từ đây xây thành bánh tổ ong. Hiện nay, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được 27 ha nuôi cá công nghệ sông trong ao, năng suất cao hơn từ 2,5 đến 3 lần so với nuôi cá thông thường. Tổng số 35 bể nuôi áp dụng công nghệ sông trong ao, đây là các mô hình sản xuất thủy sản hiện đại năng suất cao và nuôi thâm canh mật độ cao. Các mô hình sông trong ao ứng dụng khoa học công nghệ, máy móc hiện đại như máy tạo oxy, máy cho ăn tự động, đồng thời áp dụng quy trình sản xuất an toàn giúp nông dân tăng năng suất, chất lượng, giảm hao hụt. Khi áp dụng mô hình này, người nông dân có thể nuôi nhiều hơn một lứa cá trong một năm, năng suất nuôi cá công nghệ sông trong ao đạt 20 đến 30 tấn một bể một chu kỳ, mỗi chu kỳ từ 4 đến 6 tháng. Sau gần 10 năm tìm tòi học hỏi và trồng hoa cây cảnh, chị Đào Thị Duyên ở thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã có thu nhập tiền tỷ về cho gia đình. Vườn hoa cây cảnh của chị Duyên có diện tích gần 2 hecta, chủ yếu gồm các loại cây như trà, trạng nguyên, mẫu đơn, hải đường. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thời gian qua chị đã triển khai trồng nhiều loại hoa cây cảnh khác nhau. Trồng hoa cây cảnh được xem là nghề vất vả, đòi hỏi kỹ thuật cao và tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ ghép cây, tạo dáng và tỉa lá. Vụ Tết vừa qua, chị Duyên đã xuất bán được hơn 2.500 cây các loại, ước tính gia đình chị Duyên thu lãi trên 1 tỷ 500 triệu đồng. Theo tổng hợp tiến độ sản xuất nông nghiệp từ các huyện, thành phố, thị xã, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy lúa xuân Hiện nay, lúa cấy sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Để cho lúa sinh trưởng phát triển, hạn chế tác hại của sâu bệnh hại, đảm bảo năng suất và hiệu quả, bà con nông dân thực hiện tốt các nội dung sau. Đối với lúa gieo thẳng, khi lúa được ba lá thật, tiến hành dặm tỉa, đảm bảo mật độ duy trì mức láng mặt ruộng, cùng với tỉa dặm phải tiến hành bón thúc ngay để cung cấp dinh dưỡng cho cây đẻ nhánh. Đối với cấy lúa sớm, lúa đang đẻ nhánh, lúa bón thúc lần 1, phải bón thúc lần 2 đúng thời điểm. Diện tích đã bén dễ hồi xanh mà chưa bón thúc ngay để lúa đẻ nhanh. Dặm bổ sung những khóm lúa bị chết, bị dịch hại cắn phá để ổn định mật độ. Những diện tích lúa mới cấy, khi lúa bén dễ hồi xanh phải chủ động bón thúc, dặm tỉa ổn định mật độ, tăng cường chỉ đạo khuyến cáo nông dân sử dụng các sản phẩm phân NPK tổng hợp, sử dụng phân hữu cơ vi sinh để thay thế phân chuồng bón theo quy trình kỹ thuật của từng loại phân và nhu cầu của từng giống lúa, bón theo nguyên tắc năm đúng và một cân đối. Đối với các giống lúa lai, lúa thuần năng suất cao, lượng bón phải tăng so với lúa thuần khoảng 10% tổng lượng của một lần bón và nên sử dụng các loại phân NPK có hàm lượng kali cao để bón. Điều hành nước theo quy trình nông cạn sâu ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, điều hành nước nông giữ một mực nước khoảng 2 đến 3 cm để lúa đẻ nhánh tối đa và hữu hiệu cuối giai đoạn đẻ nhánh cần rút nước vơi ruộng để ruộng khô khoảng 7 đến 10 cm giúp quá trình được làm đồng thuận lợi. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác diệt chuột đợt 2 ở vụ xuân năm 2020 bằng mọi biện pháp, đồng thời sử dụng thuốc Antimai 3DP còn lại là làm bả cho đợt 2 và chỉ đặt ở nơi chuột có hoạt động. Chủ động kiểm tra bệnh đạo ôn lá tại các vùng lúa hay bị đạo ôn hoặc trên các giống lúa nhiễm trên những ruộng bị bệnh nghẹt dễ do ngộ độc hữu cơ cần áp dụng bón vôi bột hoặc phun thuốc kích thích dễ để cây lúa nhanh phục hồi và phát triển kịp thời ở nơi có mật độ ốc bu vàng cao cần phòng trừ bằng các biện pháp như bắt thủ công hoặc dùng thuốc chữa ốc bà con và quý vị thân mến từ đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục thông tin cùng nhà nông của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên.